Rồi, ok, hello các bạn nha. Video này ta tiếp tục web power các bạn. Mình đã quay trở lại đây. Lần này thì sẽ cố gắng tập trung vô chơi luôn các bạn. Trong vòng vài ngày để giải phóng cái con game này luôn. Bữa giờ bỏ hơi lâu các bạn. Bữa giờ tập trung chơi ADK không à. Giờ ADK giải phóng rồi không. Để coi coi hiện tại giờ là mình cần xây cái giường bao mềm mại các bạn. Để nâng cấp cái căn cứ mình lên đó các bạn. Đây, xây thêm cái nữa là chúng ta có thể là nâng cấp cái căn cứ á. Rồi xong rồi mình sẽ đi căn boss đó các bạn. Đó. Để kiểm tra thử hiện tại giờ là cái căn cứ của mình cấp 12 các bạn. Xây xong cái giường bao mềm mại đó là sẽ lên cấp 13 ha. Rồi, xây nhanh cấp kỳ nữa các bạn. Nâng cấp lên nè. Rồi, hiện tại giờ là mình được 13 cái con bao làm việc các bạn. Để mình gắng cố gắng bắt mấy con bao hệ bóng tối các bạn. Cảm giác mấy con bao hệ bóng tối nó mạnh nè. Để sắp xếp theo cấp độ thôi. Rồi, có con này hôm trước là mình bắt nữa các bạn, cấp độ 28 rồi. Đó, thay thế cho cái con Kingpaka đây rồi. Rồi, con gồng lửa này cũng mạnh đó bạn. Đổi qua cho thằng này đi. Máu nó hơi trâu rồi. Rồi, giờ mình sẽ lên đường các bạn. Chủ yếu là đi bắt thú với lại đi săn boss đi thôi. Đây, để chế thêm mấy cái quả cầu nữa các bạn. Đó, mình chơi chế tới cái quả cầu Giga luôn đi thôi. Để bắt thú cho nó dễ. Với lại chạy qua bên cái tượng bên đây thử. À, không đủ mấy cái tượng nữa các bạn. Để tăng... để nâng cấp cái khả năng bắt thôi. Rồi thôi, lên đường. Để coi coi, hiện tại giờ là mình 290 mấy quả cầu các bạn. Nhưng mà chỉ có một quả cầu hyper thôi. Rồi, lụm 5 quả cầu ha. Để coi coi hướng phía trước có cục khói các bạn. Rồi. À, mấy cái này kiểu level quá thấp các bạn. Quên. Lâu quá vô không biết. Rồi chạy nó coi. Ui, 1000 mấy các bạn. À, con Sparkit. Rồi mấy con này thì hơi yếu các bạn. Sparkit. Giải cứu con Sparkit. Để coi chắc là đi chiến đấu boss đi hả. Mình lên đây đi đấm con này đi. Đấm con Benkin nè. Con Benkin thì chắc dễ dàng. Chiến đấu từ con hết các bạn. Hiện tại giờ cũng khá mạnh nè. Rồi, mình vào đây để chiến đấu với lại con Benkin nữa các bạn. À, thanh niên này. Ấy da. Quên đúng không? Thôi, chơi nó. Con này thì chỉ có cấp độ 15 đó các bạn. Mình giờ cấp độ 24 rồi, bắn con này cũng dễ. Giết luôn các bạn, không bắt luôn không? Quỷ này không thể bắt luôn. Cái này cấp độ có 15 mà. Rồi, mình sẽ đấm thử con này các bạn, con này cấp độ 30 nè. Đây, chúng ta lên đó để đấm thử cái con 30 đó luôn không? Mình cấp 24 rồi chơi với 30 luôn. Trên nhau 6 cấp rồi. Hình như là kiểu chơi gì thì nó hơi bị lỗ hay sao, đúng không? À là cái con này đã bạn. Cái con gồng trời ôn hòa nè. Cấp độ 30 rồi. Con này không cần vào trong đó bạn. Con này kiểu nó nằm ở ngoài luôn. Vậy đó. Con này chết luôn rồi. Ok. Chạy luôn. Đó, nó còn quánh mấy con nhỏ nhỏ này nữa phải chứ. Chắc cút quá các bạn, đi nhanh chứ. Đi nhanh với bạn, quánh có 21 giọt rồi đây. Đúng là kiểu mà nó trên cấp độ cái cảm giác nó khác liền các bạn. Ui, quánh thấm má ơi luôn. Kiểu trên cấp độ quánh nô hớp rồi. Ấy da, trời, nó đi một cây giáp luôn rồi. Ôi trời ơi. Ấy da, chết ngắt luôn trời, chưa kịp hung lên nữa bạn. Kẹt nữa mà. Con này là cái con boss hôm trước mình bắt nữa bạn. Quánh gì là có 4 giọt thôi rồi. Quánh còn thua cái con Pokemon bóng tối này nữa. Chắc đi dữ rồi. Chối là bây giờ cái lốc sấy khôn với chị, lốc sấy đi xa chứ còn không chụp. Ba giọt thôi. Được nửa cây vậy ha. Mà quánh đúng là trên lệch cấp độ nó khổ quá mà. Tam 9 giọt. Còn khỉ mình quánh thấm á, còn khỉ mình quánh được á. Chạy. Chịu hết nổi rồi. Chạy. Ui vừa mất nửa cái giáp. À dạ chết mẹ rồi. À dạ. Cái con gồng Dino Sơn này đúng kiểu nó phế luôn rồi. Nó quánh cái mà đam mình cảm giác 1-1-1-1 giọt không. Chơi nó bò. Rồi 900 mấy giọt nữa bạn. Được á, nói chung được á. Vẫn như gãy ngứa. Rồi 400 mấy giọt nữa bạn. Để mình vô nha, qua cầu Giga đó nha mấy ông. Chưa được nữa bạn. Dạ. Chích. Ấy da. Chắc đi quá. Cái nữa chắc đi quá. Ô hụt luôn rồi. Chưa được nữa mày. Được nha, được nha. Ok các bạn ơi. Quả cuối cùng luôn nha các bạn. Ngon luôn. Bắt được cái con Ephiran này luôn các bạn. Ngon. Rồi, nhưng mà trong cái trận này thì mình bị thiệt hại hơi nhiều các bạn. Chết hết 4 con luôn. Còn mình lên con chim. Chết dã man luôn. Mấy con Britta này hôm trước là như mình đã bắt full rồi đúng không? Rồi, mấy con này hôm trước là đã bắt full hết rồi. Full 10 con. Cút luôn à. Con kia này chắc nhỏ cút luôn à. Rồi con này thì còn 2 con nữa hả? 8 trên 10. chết luôn quá. Được. Rồi, 9/10 các bạn. Đây. Wow, chỗ này khá là đông các bạn. Đấy, con cuối cùng bắt không được. Để nằm chè bãi ở đây mới chịu. Rồi, về túi đồ các bạn. Gì vậy? Đây, để chiêu hồi boss hồi nãy ra chơi thử rồi. Mạnh má ơi luôn bạn ơi. Nhưng mà đúng là kiểu mà cấp độ 30 mà bắt cái còn cấp độ 24 cảm giác hơi nó hơi thọt các bạn, hơi uổng. Kiểu mà chơi vậy là bị lỗ á. Bắt bằng quả cầu thường khó quá, chưa có quả cầu đi ra. Rồi cái quả cầu thường giờ nói chung là bó tay rồi đó các bạn. Giờ tới cái cấp độ này của mình là không có cần mấy cái quả cầu thường này nữa. Giờ phải xài từ Mera trở lên nè. Quả cầu thường phế quá. Đó, phải từ Mera này trở lên nè. Chạy đầu rồi. Rồi, 10/10 vậy các bạn. Thôi, chắc quay về nữa các bạn. Nên quay về mình nghiên cứu thử cái yên của cái con Ephiran này thử này. Rồi, hiện tại giờ nhiệm vụ của mình là cần xây dựng cái dây chuyền sản xuất quả cầu các bạn. Với lại cái máy phát điện. Rồi, máy phát điện là tới level 26 lần hơn. Rồi. Dây chuyền sản xuất quả cầu là tới level 27 các bạn. Rồi lên cấp nữa. Giờ mình mới 24 rồi, sắp sửa lên 25. Rồi, quả cầu này thì chỉ thiếu mấy cái thỏi kim loại các bạn. Đó, như vậy là mình cần phải đi farm mấy cái thỏi kim loại rất là nhiều ha. Ôi da, có gì bay bay tút tút lên trên trời các bạn. Hảo rồi. Đó, chào bạn sản xuất quả cầu Mera đi ha. Đây, qua đây để chúng ta farm một ít mấy cái quặng nữa thôi. Rồi, một mớ quặng ha, sản xuất được 29 thỏi đó các bạn. Ngon luôn. Rồi, chế được thêm 18 quả cầu Mera nữa các bạn. Hiện tại giờ là mình đã có 21 quả cầu Mera. Lên đường nào. Rồi, rồi chúng ta đi bắt boss tiếp ha. Con Mammoth này là tới level 38. Giết nó không ta? Con này thì chỉ có level 11. Level 35. Đây, mình thử đi qua bên cái khu đây các bạn. Bên này có con cấp độ 31 mà. À, con Unibot là nó cũng ở ngoài luôn các bạn. Nó không có trong cái kiểu hầm ngục đó. Wow, con này nhìn cũng chiến các bạn. Thằng tóc á. Nếu bắt được con này di chuyển hơi bị ngon à. Cấp độ 31. Chơi luôn không? Chơi thử ha. 3 giọt. Con này mình bắn còn tệ hơn con nãy nữa các bạn. Ồ, nhưng mà con khỉ mình quánh cũng được các bạn, khá thấm á. Giờ sấm sét liên hoàn rồi. Học sức mạnh lên con. Đúng rồi, chơi đó. Ui, quánh cái 500 mấy cái ghê. Cái con khỉ mình là tung đòn cực kỳ hiệu quả các bạn, kiểu là nó khắc hệ hay sao. Chị biết lại đá tụi hi rồi. Kẹt. Con khỉ nó hồi phục tí rồi. Giật điện. Giật điện tơi tái. Lộn mà nó buộc luôn nha. Nhắm gì vậy? Dạ. Trời. Mà chịu nhắm đó nha bạn. Cái gì vậy bác nội? Bất báo đi cái cha. À, bớt báo đi. Ừ, có thêm con hù nó quánh tiếp nữa bạn. Chết trọng đích luôn. Sức mấy đam rồi. Kìa đây con. Kìa chiến đấu mày. Nãy bắn đau mạnh lắm rồi. Cái gì của một giọt nè. Kìa đó. Để tí nữa chắc mình nâng cấp cái cây súng này lên quá rồi. Nâng cấp cái cây súng Giga này lên. Vừa đánh boss vừa bắt. Rồi thì chứ. Rồi con này của mình hồi cục đầy các bạn. Ghê quá. Sao đợt này nó quánh con thủy mình thấm chứ vậy? Ôi không tí nè. Hai trăm mấy nữa. Thôi chuyện chết đó luôn không? Lê Bắc chỉ có 4% thôi. Trăm máu. Rồi ok đúng rồi, bắt luôn con Udivot luôn các bạn. Gai vậy. Nhưng mà quá trời mình kiểu bị lạnh quá trời lạnh luôn. Cách khá xa cái chỗ ta leo ơi. Thêm tí quậy. Rồi, về nhé bạn. Mấy con bào mình ngủ chống đít hết rồi. Rồi thêm 18 cái quả cầu Mera nữa ha. Cái trứng lửa là đã xong luôn đó các bạn. Trứng lửa là mình có được cái con gì đó bạn ơi. Để trời sáng kiểm tra thử rồi. Rồi, để mình chạy ra kiểm tra coi con đó con gì các bạn. Lấy thêm trái cây mới được. Cắp. Đây, cái con Unibot đó bạn. Giờ mình chỉ chơi với boss thôi. Rồi, đó qua con này đây. Đó, con này hơi điên các bạn. Quá dữ dằn. Anh đi chạy đi đống gỗ. Đây, để qua đây mình căng luôn con voi mammoth cấp độ 38 các bạn. Thử. Thì bạn nói mình cái con cấp độ 38 này cũng dễ chơi nè, chơi luôn. Rồi 4.000 mấy máu. Cảm giác 38 thấy hơi phê vậy thôi, hơi khoai đấy. Chiến thử nha. Bảy giò. Ồ, đào lắm các bạn ơi. Nhìn cảm giác con này nó bự quá ha. Nhưng mà con này cảm giác nó hơi chậm quá bạn. Đúng rồi, cứ chạy vào tao đi con. Con này dễ bắt các bạn, nó ngu quá. Cứ chạy vòng vòng thôi mình. Lớn xác thôi. Lớn xác lớn cấp thôi chứ con này ngu rồi. Chết luôn hay gì trời, rồi chết luôn các bạn. Ấy cả chướng à. Cảm giác con khỉ quánh nó giống như gãy ngứa rồi. Khỉ quánh ngu quá, khỉ quánh hụt mà. Ây da. Thì quá thông thấm rồi. À, vậy là con này quánh cực kỳ hiệu quả vô cái con này các bạn. Đó. Cứ chạy vòng cho nó bắn thôi. Bài máy quánh đúng lâu. Con voi này thì quánh nổi bạn, mà quánh đúng lâu. Máu 4.000 ấy. Rồi chết ngắt luôn rồi, phải sạch xíu. Cái máu mà thôi chết chịu thôi các bạn ơi, chịu hết nổi rồi, chết hết 3 con rồi. Quá trời đau. Thôi không xong rồi các bạn ơi, team này chịu không nổi rồi, đi hết rồi. đã hết cung tên rồi, lật xe luôn. Thì hết luôn các bạn. Nói chung con này mạnh hơn tí nữa mình mới chiến đấu nổi á. Tầm này hơi khó à. Mình hơi đánh giá thấp đối thủ các bạn, tại nó lên tới level 38 rồi. À, để về chế cái cây súng bắt móc Giga kia thử coi. Coi nó ngon hơn không á. Rồi, hiện tại giờ được 47 quả cầu Mera chứ mày. Có thể là lên đường đi bắt tiếp được đó. Nhưng mà thôi, tạm thời tập này ngưng tới đây thôi các bạn. Sao đi khám phá tiếp, sao đi bắt boss tiếp. Đó, phải đợi mấy đợi mà nó hồi sinh lại các bạn. Sao giờ chúng ta đi khám phá tiếp à, đi qua mấy khu mới các bạn, mấy khu bên đây nè. Đó, thì tới mấy chỗ mấy mới nè. Với lại cái mà mình cần một cái con bay nữa, chưa gặp cái con Pokemon bay nào ngon ngon. À với lại hồi nãy là có cái con ở trong quả trứng đó bạn. Đây cái con ở trong quả trứng đó bạn, cấp 1. Ui con này là kiểu cái thổi lửa đó bật 2 luôn các bạn. Dữ dằn giờ. Phải luyện ánh lên thôi. Đó, ui con này cũng hơi bị chiến với bạn. Con này hơi bị đẹp luôn. Đây, hiện có con Pirinox nữa bạn. Cái vò 33 mới chế được. Mình mới level 25. Mới đi được phân nửa chặng đường đó rồi. Rồi, tại sao vô chúng ta chiến tiếp nha. Làm sao đây đi.